Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ cầu lông Hy vọng thành phố Buôn Ma Thuột được thành lập với mục đích giúp người yêu thích môn thể thao này giao lưu, tập luyện và nâng cao sức khỏe trong những năm qua, đặc biệt là sau khi cuộc sống bình thường trở lại sau Covid-19. Câu lạc bộ đã và đang đón nhận được tình cảm và sự quan tâm tham gia tập luyện của rất đông người yêu thích môn cầu lông tại thành phố. Và trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, câu lạc bộ đã tổ chức giải cầu lông mở rộng với quy mô mà người ngoài thoạt nhìn vào tưởng đây là giải đấu cấp thành phố, thậm chí là cấp tỉnh. Trong ngày cuối tuần đến thăm câu lạc bộ cầu lông Hy vọng thành phố Buôn Ma Thuột tại nhà thi đấu đa năng trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk tại số 3 đường Trương Quang Giao, chúng tôi không tránh khỏi sự ngỡ ngàng trước không khí tại đây của các thành viên câu lạc bộ. Một giải đấu giao lưu trong ngày cuối tuần, giải cầu lông câu lạc bộ Hy vọng mở rộng trên cúp Kim Phước Badminton 2022 đang diễn ra với sự tham gia của 400 vận động viên đến từ nhiều câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Thì mục đích của câu lạc bộ là nâng cao cái sức khỏe cho vận động viên, đồng thời thì giao lưu, tham quan, học hỏi, rút kinh nghiệm và đoàn kết trong các câu lạc bộ giữa tỉnh và các tỉnh ngoài. Với mục đích tạo sân chơi thi đấu cọ xát, giao lưu cùng phát triển, giải cầu lông mở rộng câu lạc bộ Hy vọng thành phố Buôn Ma Thuột đã nhận được sự tham gia của gần như các câu lạc bộ trong tỉnh và đón chào nhiều vận động viên đến từ các câu lạc bộ ngoài tỉnh như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai. Tất cả họ đều bất ngờ về sự chuyên nghiệp, sự chu đáo của ban tổ chức và đặc biệt là trình độ của các tay vợt của tỉnh Đắk Lắk. Khi mà mình tới đây thì khí hậu con người rất là thân thiện, khí hậu thì tốt đẹp và sân thảm rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp, hiện đại. Và mình rất là mong là sẽ truyền cái cảm hứng này về cho thủ đô Hà Nội cũng như tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Với sự tham gia rất đông của các vận động viên cũng như nhiều câu lạc bộ mạnh đến từ các địa phương có phong trào mạnh như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Khánh Hòa, đây là dịp tốt để người yêu thích cầu lông của tỉnh nhà giao lưu và học hỏi, từ đó góp phần đẩy mạnh phong trào cầu lông của tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển. Trong thời gian qua thì mình thấy là cái phong trào cầu lông của tỉnh Đắk Lắk phát triển rất là tốt, đặc biệt là những cái câu lạc bộ là họ rất là chủ động tích cực tham gia và tổ chức các cái giải nhằm duy trì phong trào. Thì câu lạc bộ Hy vọng lần đầu tiên tổ chức giải này thì mình rất là hoan nghênh và cảm thấy rất là mong muốn rằng là câu lạc bộ tiếp tục phát huy để tất cả anh em có cái sân chơi cuối tuần vừa chơi vừa giao lưu đoàn kết vừa hiểu biết với tất cả các địa phương gần xung quanh của tỉnh Đắk Lắk chúng ta. Đây là lần đầu tiên kể từ khi câu lạc bộ cầu lông Hy vọng thành phố Buôn Ma Thuột thành lập tổ chức một giải đấu mở rộng có quy mô lớn như thế này. Do có sự chuẩn bị chu đáo, câu lạc bộ đã tổ chức thành công giải và là động lực để ban chủ nhiệm và các thành viên trong câu lạc bộ tổ chức nhiều giải đấu khác được tập hợp. Với cái quy mô giải lần này như vậy thì chúng tôi sẽ nhân rộng lên những cái giải thi đấu lần sau. Sau 3 ngày diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi và đoàn kết, giải cầu lông câu lạc bộ Hy vọng mở rộng 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Giải nhất, nhì và ba toàn đoàn lần lượt thuộc về các câu lạc bộ Thế giới thể thao thành phố Buôn Ma Thuột, câu lạc bộ Lê Vinh thành phố Buôn Ma Thuột và câu lạc bộ Phú Thiện tỉnh Gia Lai. Những hình ảnh về câu lạc bộ cầu lông Hy vọng thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.